cho đi buổi tối để thăm đây. À, nơi này là nơi của chính phủ hả chú? Dạ. Tất cả đều là của chính phủ Hoa Kỳ hết nè. Dạ. Ồ, cho nên nhà của các bộ hết đó chứ không có nhà dân không được. Không có dân ở đây, không có. Không có. À, xin quý vị, ở đây là tất cả là khu vực của các bộ ngành của chính phủ Hoa Kỳ. Theo lời của quý vị đưa tôi đi thăm buổi tối thì ở đây là không có người dân ở, chỉ có những người đi tham quan. Tất cả đều là khu vực của các vị làm việc trong các bộ ngành của chính quyền chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó là Nhà Trắng đó. Gì hả? Dạ. À, có Đài Trắng đi chứ đó. Có anh Đào đó. Ôi. Ồ, đây là cái bút chì thưa quý vị. Bút chì đó. Dạ. Yeah. Giờ viết cái gì ký tên đây là cái tháp bút chì. Đây là trung tâm thống đấy hả? Trong kia. Trong kia. Ở đây là cái. Bà tổng thống phu nhân đang ngồi trên xe này đó, bà nhìn thấy đó. Thuyết mình không đúng, người ta cười chứ thì khác. Đang quay thì thuyết mình đúng kia, chúng ta kia. Ta nói mình là dối không có nghĩa. Cái như là history. History là cái chi chú? Tiếng Việt. Có thể dịch dùng tiếng Việt là history là... Bảo tàng Việt. À, bảo tàng lịch sử đó. Yeah. À, quý vị ở quê nhà thấy được cái này là gọi là nổi cát hả? Thì không, nổi cát thằng trước đó là nổi cát trước mặt mình á. Ồ. Oh. Thấy bên cái trước mặt mình đó. Yeah. Buổi tối được cái vị đưa đi thăm cho biết được cái quang cảnh buổi tối tại nơi các cái đây là toàn nội các của Hoa Kỳ. Mình chỉ được chạy trên đường thôi. Đây là Akai này. Bộ Akai em. Bộ tài liệu ở Mỹ. Akai. Lưu trữ tài liệu á. Đây viện bảo tàng hết á. Quá trời luôn. Là Mỹ mà. Đi sao hết, đi miễn phí luôn không? Miễn phí luôn có xuống đi. Hình như cái bộ của hình như bộ đó đồng bên kia. Hình như của cái thằng Canada. Hình như cái embassy của Canada là phải. Hồi đó. Đó, 6/1 đó. Đây. Đây là hả? 6/1 đó. Đó, cái đó tụi nó có đập đó. Ồ. Bạn quan tâm có đập đó. Nghe nói bây giờ những người đó cũng bực bội ra rủi ro điều tra hết á. Dạ, tù hết. Có mấy vị mà treo cờ vàng đó. Thầy. Dạ. Đó là bộ lao động đó nè. Dạ. Bộ lao động á. Cái tròn đó. Dạ. Yeah. Xét cho nó là bộ hả? Lấy bộ. Cái gì?
Không, bò quốc hội đó. Dạ. Yeah. Đó là cái chỗ cái tròn tròn đó. Quốc hội đó là thường viện thờ hạ viện đó. Dạ. Ồ. Ở trên đó hả? Dạ, trên đóng hả thầy? Trên đóng hả? Ừ, vậy nhỏ xíu dạ. Vậy á. 9,000 pound là 4,000 rưỡi ký á hả? Dạ. Đó ở gần nhà qua gần nhà trắng á. Ai này toàn nhà quốc hội chứ mấy nhà trắng? Không, quốc hội thôi. Đó, ông Trân mới đi. Ở bên kia vậy. Của Hà Viện Thường Viện. Dạ. Cái cây là hợp cái cuối cùng để mà thông qua tổng thống á ở đây. Đây đó. Thì nó Thường Viện Hà Viện ở đây. Ồ. Cái sân nó đẹp quá ha. Đây là Quốc hội Hoa Kỳ. Đây có thượng viện và hạ viện làm việc. Xuống đứng đeo xuống chụp hình đi. Đêm á, ở đây là cái chỗ mình đi qua. Anh chụp người. Cái qua bên kia. Vậy là nó cũng chờ đúng bình thường chứ cũng hay chứ. Cái chỗ nó đeo cái cầu. Đâu đâu có sao đâu thầy. Nó cho đi hết. Chứ. Khu an ninh của chính phủ. Biết rồi. Cái đầu đấy này. Cái vườn hoa này, vườn hoa quốc gia. Dạ. Được thì sống được. Biết rồi thật thật. Ngày mai là ban ngày mình không được đậu đó. Ban ngày là mấy người làm việc hết chứ. Thứ bảy, chủ nhật. Ngày mai thứ sáu. Vâng. Đẹp quá mọi người ơi. Của chính phủ Hoa Kỳ, nơi thượng nghị viện, hạ nghị viện làm việc đấy thưa quý vị. Thì không thể nói hết diễn tả được cái tâm trạng của người đi tham quan. Tôi không biết nói sao là người tham quan được cái duyên đến nơi cái nơi này thì thực sự ra thì cũng không có gì phải là hồi hộp sợ hãi, cũng không có gì gọi là tôi không biết nói sao đó. Tòa nhà
thủy ra từ gió. Dạ. Gần xa hơn rồi đó. Tại có cái đèn này nó chói quá. Cái đèn xa nó chói. Ở Việt Nam. You sure? Okay. Chị đau hơn một cái đẹp chứ, nó sáng. Đơn giản mà rất đẹp. À, từ ở chỗ thầy đi lên đây là 4 tiếng đồng hồ đó tụi con. 4 tiếng. Đây. Quay giờ cầm tất cả những cái bình liên này là cầm. Dạ cầm giờ mới chết rồi. Giống như chết rồi đi chứ có người là... Ủa anh không chụp cho tôi hả? Để cái này xong rồi chụp nha.